Truyện tích thứ 93. Chuỗi hạt măng côi với các tượng Đức Mẹ khóc nhiều nơi trên thế giới. Nếu có ai đã từng đọc cuốn sách Giọt lệ máu hoặc cuốn Signo Dei Tempi đã được Giáo hội Hoa Kỳ cho in và phổ biến, thì sẽ thấy rất nhiều nơi Đức Mẹ đã khóc. Không thể kể ra cho hết được, chỉ có một điều là tin hay không tin, tại sao tin và tại sao không tin. Những người trước khi tin là họ đã có những lý luận thật xác đáng, còn những người không tin vì nhiều lý do gia đình, lý do uy tín, lý do chính trị nữa. Việc tượng Đức Mẹ khóc làm xôn xao dư luận thế giới. Phe bên vực giáo hội thì quả quyết là có thật, phe chống đối thì cho là âm mưu một số người lợi dụng tạo ra nước mắt cho các tượng thánh, rồi tuyên bố ầm ĩ là Đức Mẹ khóc nơi này, nơi nọ. Chúng tôi không chủ trương đi vào chi tiết từng sự việc Đức Mẹ đã khóc, vì nếu phải kể ra thì không có giấy bút nào viết ra cho hết được. Trong số các tượng Đức Mẹ khóc, có trường hợp đã được công nhận sau khi mở cuộc điều tra, có trường hợp chưa được công nhận, mặc dù là đó là sự thật. Ở đây chúng tôi chỉ xin nêu ra một trường hợp duy nhất để làm chứng cho sự kiện Đức Mẹ khóc tại Nhật Bản năm 1975. Tượng Đức Mẹ bằng gỗ, cao 1 mét, đứng trên quả địa cầu, hai bàn tay mở xòe, tự nhiên chảy máu chiếu sáng, tỏ ra mùi thơm, đã nói và khóc. Tượng này trước kia đặt ở tu viện Tôi Tớ Thánh Thể ở Akita thuộc giáo phận Đức Cha Ito. Năm 1982, Đức Cha Ito đã thu thập tài liệu đầy đủ và trình về Roma. Trong vòng 2 năm, tượng Đức Mẹ khóc ở Akita đã lôi cuốn không biết bao nhiêu người Nhật Bản, kể cả lương giáo. Sau nhiều cuộc điều tra rất tỉ mỉ, như chúng ta đã biết, người Nhật rất là kỹ lưỡng trong vấn đề này, vì họ sợ mang tiếng, cho nên đã có nhiều nhà khoa học Nhật Bản đến tận nơi nghiên cứu. Các nhà khoa học ấy đều xác nhận là không ai có thể giả mạo được, vì là tượng bằng gỗ. Trong 6 năm 9 tháng, tượng Đức Mẹ Akita đã khóc 101 lần. Các giọt nước mắt của Đức Mẹ đã được thí nghiệm ở trường Đại học Akita và Difu. Kết quả cho biết là nước mắt thật của con người và máu thuộc loại máu O. Các nhà khoa học Nhật Bản nhìn nhận đây là một hiện tượng ngoại nhiên. Có một điều đặc biệt là mỗi khi tượng Đức Mẹ Akita khóc như vậy, thì Đức Cha Ito đã khuyên bảo giáo dân hãy lần hạt đến đền tạ trái tim Đức Mẹ và yên ủi Đức Mẹ. Trong cuốn sách Giọt lệ máu còn cho biết mỗi khi nghe tin thấy Đức Mẹ khóc nơi này nơi nọ, thì giáo dân đều quỳ lần hạt rất sốt sắng. Lời bàn, chúng tôi đã đọc rất nhiều những hiện tượng Đức Mẹ khóc như vậy, người thì cho là thật, người thì cho là giả. Thí dụ, tượng Đức Mẹ Hòa Bình ở Sài Gòn là có khóc thật, nhưng vì một lý do chính trị nào đó mà bây giờ người ta không còn nói đến nữa. Cũng như tượng Đức Mẹ ở Sacramento cũng đã khóc thật, nhưng rồi vì lý do nào đó mà ngày nay cũng quên luôn. Xin nhớ rằng không phải lúc nào Đức Mẹ cũng khóc, có khi không. Riêng phần chúng tôi đã nghiên cứu và viết rất nhiều tài liệu về sự kiện Đức Mẹ khóc nhiều nơi trên thế giới, Học thuyết Trinh Nữ Maria trang 343. Cho nên chúng tôi rất tin tưởng vào sự kiện Đức Mẹ khóc là có thật, dù rằng Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn có lý do nào đó mà chưa thể tuyên bố xác nhận hay không xác nhận là quyền và nhiệm vụ của Tòa Tổng Giám mục. Vì trong lúc khó khăn này, công an cảnh sát đầy đường, ai dạy gì mà leo lên tượng Đức Mẹ bôi lên một vệt nước mắt rồi tri hô lên là Đức Mẹ khóc. Chỉ có một điều duy nhất đặc biệt là hễ ai đến viếng tượng Đức Mẹ khóc thì đều lần chuỗi mân côi và ăn năn đi xưng tội. Đó là một sự thành công lớn.
Amen.